Hello, xin chào mọi người. Chào Minh. Hello, xin chào mọi người. Ủa? Hôm nay chúng tôi đi chúc Tết ông bà vừa xong thì sáng tới giờ rất là bận rộn. Về ra mắt thì gia đình ok. Sắp tới Valentine rồi, không biết là có tặng tôi cái gì hay không. Hỡi mình ơi, xong lưng. Mình có tặng cho mình một bài hát mà chúng mà mình đã chuyên tâm viết. Mình và Đạt Di đã có những trăn trở về Đạt Di à? Đạt Duy, về cuộc tình của chúng ta đó. À, là chơi Đạt Duy lâu chưa? Đạt Duy là đã chơi một thời gian cũng khá lâu rồi, anh em cũng khá là thân thiết. Thật ra bài này là em Đạt Duy viết cho em lâu lắm rồi đó, mà tại vì chưa có cái dịp nào để mà nó ra phù hợp vào cái dịp như vừa Tết lại vừa Valentine. Đúng rồi, với lại cái bài này á, mọi người biết không? Tại vì Quỳnh với Lâm á, là mọi người biết là bán bông ở vườn dầu Long Thành là kỷ niệm ngày quen nhau là 14 tháng 2 là Valentine, cho nên Luân đã viết tặng bài này cho Lâm với Quỳnh. Đó, cuộc tình của mình đó. Trời ơi, là của mình luôn đó, là cuộc tình. Không, của mình là tôi gọi mình là mình đó. À, là nói chung cuộc tình tới ba là tôi bẹt qua bẹt lại. Cuộc tình của mình là của mình không à? À, là của tôi. Ok. Mà hay quá, là tối nay mấy giờ em ơi? Tối nay 8 giờ nha. 20 giờ, trời ơi, nghe nhức cái đó. Từng lời mà Đạt Duy nó viết trong cái bài hát này là thiệt sự là rất hợp cho cái ngày Valentine. Ừ, nhưng mà tôi có coi rồi, tôi thấy bị nóng quá. Bị 18 cộng quá hả? Bị hung quá, hung mà tôi nổi da gà luôn á. Thì em hỏi anh là bây giờ trong mỗi cuộc tình rồi, đặc biệt là những ngày Valentine thì có hung không? Hung, phải hung, phải hung. Nhưng mà lột gì mà hả? Trái lên này lên xuống tiên anh ơi. Nè, nè. Trời ơi, trái sao mà nhà tôi mình không biết vậy? Bưu điện Long Thành, giờ tụi tôi sẽ ra quầy quán. Thẳng qua được không? Thẳng luôn, thẳng luôn. Anh ngồi ngồi để em. Ok. Đó, chúng tôi đang công an chỗ công an nha. Kéo xuống thổi một cái nè. Thôi, nó bậy không à. Bây giờ phải check mình nồng độ cồn mà khắp mọi nơi mà. Cho nên chạy xe cẩn thận nha, yeah, thấy không? Hồi hộp cũng lo chứ, sao tâm lý người chạy mà lo vậy? Ủa? Ừ, tâm lý người cái bên mà lo quá. À. Lo nha. Lo hồi hộp, 8 giờ tối hôm nay hy vọng mọi người sẽ yêu thương người một xe để mà gọi là hả cổ vũ Sông Lưng. Thì rất là lâu rồi Sông Lưng mới ra bài hát này đúng không? Đúng rồi. Bà này đầu tư thấy nhiều đó quý vị ơi. Tôi thấy là đầu tư này khoảng 2-3 tỷ không phải đơn giản quý vị. Trời ơi, anh nói vậy chết em nha. Không. Em không giải ngân kịp anh ơi. Không, thiệt mà. Không. Rồi, cái bài quải cái trưởng của tôi hả, sơ xìa, không là cũng hả 300 triệu rồi. Mà cái này quay đẹp quá rồi hả, bãi biển, bãi ơ. Rồi cái con nhỏ diễn viên nó hả, tiền cát là khoảng 20 triệu. Mà tiền hung nó thôi là khoảng... 1.6 tỷ phải trả cho má người ta nữa chứ. Trời ơi, má nó coi mà đóng ruột luôn vậy. Em gặp con gái em mà gọi là đi quay mà cái cảnh nó thiệt á, đòi 1.6 tỷ. Trời ơi, diễn có nhiêu tiền đâu mà đèn nhỏ hung, mà từ đầu MV đến cuối MV là cái là có cái chuyện gì, có tình cảm gì với người ta hay không? Cái chuyện tình cảm là tình cảm của anh, em chỉ tả lột tả lại không thôi. Nhưng mà diễn viên gì mà hung gì ghê ghê vậy, cho tôi hỏi là có tình cảm gì hay không? Thì là đã là diễn viên rồi thì chúng ta phải nhập vai cho một nhập cái gì đó. Mà mày hung, mày hung, mày nhập hôm đó em giao trước kèo, em giao kèo trước rồi mày hung, mà hung như con người ta, mày hung từ ở thành phố rồi mày đè xuống ở ngay chỗ Hồ Tràm mày đè nhỏ mày hung, rồi mày đè vô cái siêu thị 24 giờ mày hung, rồi mày kéo về nhà mày hung. Ai mà đẻ sẵn với mày hung vậy lưng? Trời ơi, tôi không biết con nhỏ đó nhỏ nào mà tôi coi tôi thương nó luôn á. Bé đó bé là diễn viên Lan Thi. Trời ơi, Lan Thi ơi, gặp anh mà thiệt á, tâm lý cha mẹ em còn nóng ruột em ơi. Nhiều khi mà có con gái, trời ơi, sao mà đè đầu nó hung quá. Mà gì? Lúc đó là em trước khi em quay á, là em có nói với Lan Thi là anh muốn là chúng ta có một ngày để chúng ta tự do, không vướng bận bất kỳ một điều gì hết. Không phải là Song Luân và Lan Thi mà là hai người đang yêu nhau trong vòng 24 tiếng. Em có 24 tiếng để yêu nhau. Dạ. Cho nên là hình như là tụi em lỡ lố, tụi em quất thành 48 tiếng luôn. Trời ơi, nó hung như là nó hung là bữa đó là tận thế đó. Hung sao mà đi luôn đó. Ê, có nghe nè. Cái gì? Em cũng có nói gì đó, em cứ tưởng tượng coi như là hôm nay mình hung, mình yêu nhau xong mình tan biến khỏi cái thế giới này. Trời cho nên ơi. Là có thể là cái tâm lý tận thế. Quý vị biết không, em lại hung con bé Ngọc, con nhỏ e con em á, là ngày em hung là quá trời, em nói nhiều khi mà tao em cũng không lận lưng luôn á. Hung cái gì mà đè đầu nhỏ hung. Trời ơi, chị nó bay phức phớ gì. Trời ơi, chạy nhanh xíu đường chạy chậm gì. Ê, tính ra mà hung riết cỡ đó mà môi nó chề gì đó. Môi chề nha, mà thấy hung có tâm lý với mày, hung gượng gạo, hung là hai đứa đam mê lắm. Trời gì ơi. Yêu nhau luôn chị, anh yêu nhau trong cái vị luôn. Là giờ còn yêu không?
À, chắc lữ là có chuyện đó, nó chắc lữ là ấy đó quý vị ơi. Trời ơi quý vị ơi, mà con nhỏ nó đẹp nha, hên là nó đẹp, là hai đứa đẹp, nó hung đẹp nha, là thấy là hai đứa đẹp đó chứ. Trời ơi mà cỡ cái mày anh em mà với ai ta, với Minh Dự đi, trời ơi hai đứa mà đè đầu nhau không chắc thiệt xỉu luôn đó. Hai đứa hung đẹp quá, hai đứa hung đúng là gọi là tiên đầu một nữ đó. Tập dữ lắm anh, tập không? Tập bây giờ tập nè. Gì? Rồi một là chú hả? Một, hai, ba, tập bốn hả? Đẹp quá, hung gì mà ok. Lễ hội đồ quá trời à. Đáng lẽ Tết ở nhà quý vị ơi, đó giờ cứ ra quầy quán sinh tố rồi kêu lô tô lô ơ. Rồi 20 giờ tối nay bắt đầu lên cổ vũ cổ động mọi người cho người ấy phụ. Dòng nghèo không có tiền bia quý vị ơi, không có tiền không mẹ gì hết trơn trời. Xong rồi nhờ em quý vị. Trời ơi em nói thôi Quân ơi, Tết rồi nghỉ nghỉ ngơi lưng ơi. Bây giờ bên truyền thông nghỉ rồi. Nó giờ không có tiền sao, nó bút em gói truyền thông này là 25 ngàn đó quý vị ơi, 25 ngàn người ta bút gói truyền thông 25 triệu, hoặc là tệ nhất cái gói mà gói su cà na cũng phải 2 triệu 3 triệu. Thật ơi, có, cái gì em nói thẳng luôn là em chỉ có mang lên cho ổng con gà ổng muối thôi. Trời đó, ơi là công cá xê đó. Thật ơi bút cái gói truyền thông này sao nãy giờ là clip hay clip rồi đó quý vị ơi, truyền thông giờ tới 14:02 luôn. Quá trời. Trời ơi mà gà uống muối em đem lên cho anh là con gà mà em lấy từ nhà anh về luôn đó. Trời ơi, nhảm nhí thiệt chứ. Rồi tới quán rồi kìa quý vị ơi. Tới chưa? Tới, lên miếng rồi chạy lên miếng nữa. Ai sắp tới quán nha mọi người nha. Ê hề hề hề. Rồi bà con ai chưa lên thì chờ nhanh tay lẹ chân ra. Đây, trời ơi, đông dữ vậy trời. Đông không? Đông. Để đường nào vô? Chân người cao quẹo vô luôn, quẹo luôn, quẹo luôn. Trời ơi, vệ sĩ ê hề. Trời ơi. Người điên nào vô ta? Để xe đâu? Rồi, để xe ngoài đi. Ngoài đường phố không? Ở ngoài có tài xế chở. Để đi. Trời ơi, đông quá trời đông mà. Ê khai trương ê hề nè. Rồi vô bưng nước luôn không? Thì bây giờ anh trả công lại cho anh này, em vô bưng nước với anh được chưa? Thôi anh ơi, trời ơi, nhà em 70 nhân viên không cần anh bưng đâu. Sao sáng kêu cho anh mớ về hết rồi. Ôi, ai mãi. Nói giờ cái gói truyền thông ăn chi mà mệt quá nè. Cầm giùm anh cưng. Trời ơi. Ăn không ăn đi bà ơi, cảm ơn bà. Nay đi kèm Lê Vũ Lâm là có người ấy Lê Vũ Lâm, ý là nam diễn viên hề Song Lương. Quá trời, vô đi lưng đi. Vô đi vui vẻ đi, tao đâm vậy xong cái lô tô. Mà đủ ít ít tên chân lô tô. Mà chân gì sao chân. Có trời rồi, có trời. Ai đẹp trai, mới nói ai đẹp trai vậy. Trời đất trời, sao đông dữ vậy trời. Trời ơi, Song Lưng ơi. Mới mua cái này là Song Lưng ơi. Ra em gì mà mới mua cái này nè, thấy chơi chưa. Nó xéo quá vậy. Đầu lát mới đầu làm hỏi nhiêu tiền đi. 10 triệu nha, gói truyền thông này ổn không. Lưng ok đúng không? Dạ thưa quý vị, ngày hôm nay rất là đặc biệt cho chị nha, mùng 3 Tết em đang ngủ ở nhà nhưng mà Song Lưng nói là Lâm ơi cứu tôi đó. Bởi vì đặc biệt là hơn là tối nay tự nói chuyện đi, chào mọi người đi. Song Lưng xin chào tất cả mọi người đang có mặt trong buổi tối hôm nay ở đây ạ. Dạ và thì hôm nay thì cũng là một cái ngày mà cũng giáp đến ngày Valentine rồi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Cho nên là Song Lưng cũng có mong muốn là nhân cái gì mà vừa Tết vừa Valentine giống nhau á, thì Song Lưng cũng muốn là có ra một cái sản phẩm âm nhạc, một cái bài hát âm nhạc, và nó mang cái thông điệp rất là tươi đẹp cho cái cho các cặp tình nhân trong ngày Valentine. Thì Song Lưng mới gọi cho anh Lâm là
Anh Lâm ơi, bây giờ đó thì em muốn ghé vào nhà anh để chúng ta cùng khai bác cái MV này của em. Thì anh Lâm nói là tối nay ở quán tôi là có chơi đô tô, nó có nhiều người đây lắm. Hay là không được nghĩ ra đây cùng khai bác cái MV này với tất cả mọi người ở đây. Coi như là đây là những người đầu tiên có. Và xong rồi mới cảm thấy đây là một điều quá là tốt đẹp đi. Và anh Lâm mới nói cách xe thì thật ra thì em cũng có tiền trả cho anh. Tại vì cái xe đó nếu mà để làm truyền thông thì nó quá nhiều tiền đi. Thì em mới trả cho anh một con gà uống muối. Một gà uống muối này là con gà em lấy từ ảnh thôi. Và rất cảm ơn anh Lâm đã hỗ trợ cho em trong suốt cái khoảng thời gian qua. Và hôm nay thật sự rất vui khi mà được cùng với mọi người cùng xem cái MV này của Song Luân. Một cái bài hát rất là ý nghĩa trong thai này và trong những ngày Tết vui như vậy. Một sáng tác của nhạc sĩ Đạt Di, ca khúc mang tên Anh Thích Em Như Vậy. Và bây giờ không biết là đến giờ chưa ta? Chưa. Còn 6 phút nữa. Alo, 6 phút nữa. Dạ thưa quý vị, trong vòng 6 phút nữa thì ca sĩ Lê Di Bà Lâm Hát Lót sẽ gọi là hát để mà gọi là câu giờ để cho bài hát chính ha. Không, em hát mở lên coi chung. Em cũng chưa coi luôn. Ủa chưa coi ạ? Em chưa, 8 giờ mới bắt đầu chiếu. Vậy kêu mọi người quay lại được không? Tùy mọi người thoải mái, mọi người có thể quay rồi xe. Nếu mọi người thương em thì có thể là xe cho em để mà cảm thấy là cái bài này nó lan tỏa trong những cái ngày Tết và những ngày Valentine có một cái giai điệu vui tươi và ủng hộ cho em thì là em vui lắm ạ. Ok, vui lên mặt, vui lên áo đen. Mặt vui vẻ Tết cùng ba thì mặt chùa ổn vậy. Vui vẻ lên. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là ca khúc Tết trả hết ạ. Mở đi ạ. Xe. Ok, chờ nhớ vị nha. Rồi, lưu phụ giùm anh cây. Quay đúng không? Làm gì làm đi, anh tự quay luôn nha. Alo. Vô, nãy giờ chắc cái ca rồi, hát phục vụ người ok không ạ? Thưa quý vị, chúc mọi người còn năm mới có tài có lộc, mùng 3 thật là vui vẻ. Xe. Anh đối giùm anh. Hey. Lớn giùm anh cái được không? Hết tiền trong túi, lâu lâu hết năm nay hết chơi lại luôn. Nhưng ba mươi buồn mình giờ dù mình coi đúng bao, ta còn đợi nhau đến mai đầu cầu chơi. Ta còn đợi nhau. Phải đâu? Anh trả dư gì chỉ dư già hơn năm trước. Thiếu nợ mà dai anh chấp tay lên chùa. Ngày mai lên chùa tôi kiếm chùa cho may mắn. Lo nói tới năm sau mau trả cho mà. Thank you.
miệng du tóc xong lưng ớt đi cầu đúng không? Đúng không? Xong lưng ớt đi cầu và trên xong lưng ớt đi cầu sẽ có MV chấn động tiền tỷ. Vâng, MV được mang tên Anh Thích Em Như Xưa đúng không? Anh thích em như vậy anh ơi. Anh ơi, bài hát em anh thích em như vậy. Ủa, anh thích em như xưa của ai ta? Anh thích em như xưa, dễ thương, rất quen hiền, lộ bài đúng không? Anh thích em như vậy hả? Ok. Mọi người, MV của mọi người nó thích anh thích em như vậy giùm em nha. Nên nó có trên đăng tải trên của sông Lưng Optical. Sẽ ra MV được mang tên cái mọi người nói là anh thích em như vậy. Nhớ nha, đây âm thanh đây bệt nha. Âm thanh đây bị bệt nha. Tại đây em bơi á anh. Đó hết hơi rồi anh ơi. Làm lại. Chào quý vị, tối hôm nay 20 giờ tại kênh Sông Lưng Optical sẽ có một MV tiền tỷ chấn động. MV được mang tên là Hey Bud. Nó không chịu. Anh ơi, bên này nó anh thích em như xưa rồi anh ơi. Thôi, anh thích em như vậy mấy bạn. Anh thích em như vậy á. Làm lại đi. Cái này nó sung sung lên cho anh xong mình ấy quá. Dạ, có quay lại không? Dạ, em đang quay luôn em. Được. Tối nay, kìa máy bờ. Tối nay 20 giờ tại kênh YouTube Sông Lưng Optical sẽ có MV chấn động được mang tên Hey Bud. Hey Bud. Cảm ơn mọi người, một xe cho đáng là bao nhiêu xe tổng lại giúp Sông Lưng xây nhà lầu à. Dạ thưa quý vị, hiện tại Sông Lưng đang ở trọ chỉ 1.2 triệu một tháng thôi. Thì MV này gọi là chấn động cho nên hy vọng anh chị sẽ ủng hộ người một xe để cho Sông Lưng có nhiều show hơn, có nhiều view hơn để có thể không còn ở trọ nữa. Cảm ơn Sông Lưng rất nhiều. Xây. Ủa sao mít điểm không mở? Ok. Thấy Sông Lưng đẹp không ạ? À? Sông Lưng Võ Lâm ai đẹp hơn ạ? À? Sông Lưng Võ Lâm ai đẹp hơn? Im lặng, đẹp gì em? Rồi, cho dừng lại nha. Anh giao lưu tí sắp chưa, sắp chưa? Sắp rồi. Tắt đi, xong rồi. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.